và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình Đức Bom đây, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo ống lá cao su nhá. Thì nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình ống, thì các bạn sẽ cắt tầm khoảng một gang tay nhá. Đây. Đó, rất là dễ sử dụng và sát thương cực kỳ là mạnh luôn. Và sau đó là một cuộn băng dính, một quả bóng bay, nhớ là quả xịn xịn tí nhá, cho đỡ bị rách. Rồi, đơn giản lắm. Đầu tiên các bạn sẽ bọc lại cho mình. Đấy. Sau khi các bạn bọc xong ấy thì các bạn sẽ cuốn băng dính vào trong mình nhá, cố định cái phần này. Đó. Đây, ở đây mình có cuộn băng dính màu xanh. Cuốn thật là chặt này. Để lúc khi chúng ta kéo ấy nó không bị tuột ra nhá. Ok. Vậy là xong rồi đấy. Mình làm gì ấy? Làm ống lá cao su bắn cười đúng không? Liệu ăn cuộc sống có thể bắn cười được không? Cái này mình nói trước là sát thương của nó cũng rất là ok nhá bạn nhá. Này, chúng ta sẽ cho đạn vào trong ống và kéo như thế này. Đó. Thôi không phải khè cái hàng Shopee đểu 30.000 này. Cái này là cái lá cao su của Văn Huỳnh nhá. Suốt ngày lôi ra bắn khè khè mình. Nó thật là mình đặt cũng được thôi, nhưng mà kiểu mình không thích cái dáng bắn như này này. Nào, cầm đấy. Tấu hài à? Bạn tấu hài à? Bạn cứ phải xúc phạm tác phẩm nghệ thuật của mình nhỉ? Nhìn không có tương lai. Cái này trông như này thôi, đây, bắn cho bạn xem nhá. Đây, đạn nhựa này. Có tương lai không? Đấy, cho vào đây. Ừ. Xong bắt đầu kéo, bắn này. Yeah. Đây, cho bạn xem này. Lát trên đạn luôn này. Thấy không? Đấy, lực phết đấy, không phải đơn giản đâu. Lại nhá, lại nhá. Này, chú quay gần này. Đây, cho vào đây này. Ừ. Rồi. Kéo này. Thấy không? Đấy, nát cả viên đạn. Nát viên đạn luôn. Nhưng mà làm sao bằng cái này được? Đừng tấu hài nữa, cất đi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Cái à? Tôi không muốn khịa đâu, nhưng mà nhìn hài lắm. Ừ, nó trông thô sơ thật. Nó trông rất là buồn cười, nhưng mà bây giờ bạn có dám thi đấu với mình không? Chơi. Làm kèo bao nhiêu tiền nhỉ? Bây giờ tôi còn 2 triệu đi. Lôi hết ra chơi kèo nhá. Okay. Làm quả kèo 2 triệu luôn. Ok chưa? 2 triệu nhá. Thế mất tiền đi. Bạn mất chắc rồi. Tôi nghiên cứu em chơi cái này cũng được các bạn ạ. Cái này bắn cũng khá là ok ấy. Mà cái của mình thì mình chưa kiểu thử thi đấu giờ. Thôi được rồi, 2 triệu thì cũng gọi là mua được 20 thùng mì. Ok. Chơi. Chơi luôn. Để thi đấu 3 vòng nhá, nhưng mà phải thi đấu 3 vòng. Ok. Do tôi tạo, được không? Nhưng mà nếu thắng 2 vòng là được đúng không? Không, ai cứ thắng nhiều hơn người thắng. Ok. Ok. Bây giờ bọn mình sẽ thi đấu nhá. Cái này thi đấu với cả lá cao su của mình. Đó. Thì không biết là các bạn thích cái nào, các bạn comment bên dưới nhá. Và các bạn ủng hộ cho ai, các bạn ghi tên người đó bên dưới nhá. Mình mới nhuộm gãy like, chỗ đen chỗ trắng trông giống kiểu ông già ấy. Đẹp trai không? Đẹp trai đến like nhá. Ok, bây giờ bọn mình sẽ thi đấu luôn. Vòng đầu tiên bọn mình sẽ thi đấu bắn bóng bay nhá. Sẽ bắn từ đây cho đến cuối cùng là quả to nhất. Đó. Và bắt đầu vòng đầu tiên nhá. Sẽ bắn từ vạch ở đây nhá. Ok. Hai đạn ra, đạn này. Đạn này. Rồi. Rồi, hai sát thủ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Okay. Mất 2 triệu rồi. 1 2 3 Ui. Ui, xin táo, xin táo. Kiểu mình bắn chưa quen, mình chưa căn được ấy. Thôi rồi, vòng đầu tiên coi như là tôi thua nhá. Có sắp qua anh rồi. Vấn đề con tiền cũng rồi. Rồi ok. Tiếp vòng tiếp theo mình cũng hơi bị hơi cay ấy. Và tiếp theo chính là vòng 2, vòng bắn chai nước nhá. Ở kia có 5 chai và mỗi người sẽ có 5 lần bắn. Đó, bạn hiểu chưa? Bạn vẫn chơi chịu thua à? 2 triệu đâu có phải là tiền đâu. Tôi ok, bạn. Ok, có. Tôi sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Các bạn tin tôi đi, lần này cái này sẽ bắn tốt thôi. Bởi vì nhá, khi bạn kéo này nó sẽ ra một đường thẳng. Đó, nó sẽ đi theo cái đường ống này. Rồi,
Vạch ở đây nhá. Mỗi người có 5 lần bắn nhá, và mình sẽ bắn trước. Ok. Lần đầu tiên này. Chấp luôn. Hai. Ghê. Hai. Đang cầm quay lại, bắn nó hiểu vấn đề luôn. Thôi. Trật tự. Tiếp này. Thú hài quá. Ai à. Má. Khủng khiếp. Ngầu đấy. Viên thứ mấy rồi nhỉ? Viên thứ ba. Viên thứ ba. Wow. 100% luôn. Tuổi gì nhỉ? Mất hai cụ. Chú tuổi gì? Wow. Sao tí năm ăn năm. Đẳng cấp. Game đầu tiên chẳng qua là mình mới sáng tạo ra này, mình chưa quen thôi. Còn riêng Văn Huỳnh á, chớp mắt. Này, thích bắn mắt luôn. Ấy. Còn viên cuối cùng à? Còn viên cuối cùng. Lại phải sử dụng cái chiêu Nhị Lang Thần, tức là mình có con mắt đằng sau. Nhị Lang Thần hết hiệu nghiệm rồi. Thôi rồi, 5 vào 3 quá tuyệt vời rồi. Rồi đến Văn Huỳnh. Sượt. Lẩy tướng chúng thôi, đúng là cụ rùa hiển linh. Thôi, mùa xuân về thôi. Bây giờ là mùa đông này. Nhắm mắt này. Hết mùa xuân luôn. Không có đâu, cái skill này chỉ có Đức mới làm được thôi. Học đòi ạ. Như này. Ba rồi nhá. Ba rồi, ba và một. Lỡ chủ quan các bạn ơi. Thôi thì gà thì cứ thể hiện. Rồi xong rồi. Một viên nữa. Viên cuối cùng sẽ vào có một viên rồi, viên là bạn vẫn thắng. Thì viên cuối cùng kể trúng hay không trúng thì mình vẫn thắng này. Quá gà luôn. Hôm nay thời tiết lạnh quá. Vậy là mình đã chiến thắng game thứ hai. Và vòng thứ ba chính là vòng cuối cùng, đó chính là bắn cộng điểm nhá. Thì đây là một cái bảng điểm. Số 10 rất là bé và số 1 thì rất là to. Đó, có rất nhiều số nhá. Và mỗi người có 3 lần bắn. Cả 3 lần bắn sẽ cộng dồn điểm nhá. Bạn hiểu không? Về. Đó, ví dụ nhá, mình mà bắn vào số 10 và bạn bắn vào 3 lần số 3 thì bạn vẫn thua mình thôi. Đây là bắn cẩn thận nhá. Ok. Đấy. 2 triệu sắp về tay mình rồi. Bạch ở đây. Bắn cái này. Cho mình bắn trước. Bắn đi. Có cả trọng tài ghi điểm nhá. Ví dụ là bắn trúng cái nào thì sẽ có người ra ghi cái tên ở cạnh cái lỗ bắn nhá. Rồi. Đi trước đi. Tôi bắn tặng số 10 nhá. Mỗi người có 3 lần. Ui! Không điểm nhá. Không điểm. Yeah! Mày chết rồi. Yeah! Ba lần bắn liên tục luôn. Yeah. Không điểm rồi. Thạnh dính được con 10 hơi khó đấy. 7 điểm. Đâu? Đây. Ui trời ơi. Đấy nha, đánh dấu chữ H nhá. Một điểm hoặc là không điểm. Ra ngoài. 7 điểm. Cái gì? Ôi, chết rồi, 14 điểm rồi. Chết rồi. Khó cho Đức rồi. Có 3 lần bắn nhỉ? Ừ. Thôi cả 3 lần bắn cố gắng để trúng 3 con 10. 14 điểm à? 14 điểm. Ok, bắt đầu nhá. Cố gắng lên nhá. Không phải gì phải buồn. Mấy điểm. Dính lại cái ô của Văn Bình sao? 8 điểm. À đây rồi. 8 điểm. Rồi, yes. 2 điểm. Là đây ạ. 10 điểm rồi. Và đây còn dính con 5 nữa. Dính con 4 nữa thì chắc phải 2 solo bung xì thôi. Hai đi. 3 điểm. Vẫn nắng. Cái gì vậy? Thua 1 điểm. Mình thua bạn mình 1 điểm bạn ạ. Giọt nước mắt cứ thế lặng dài. Ngày tháng trôi đi chẳng thể níu ai. Rồi ngày mai đến ra sao khi cứ trông mong một người. 8 với 3 với 2 bao nhiêu? 13. 8 13 điểm. 8. Mình này. 2, 3, 5 này.
8 với cả 5 là 13. Văn Đình thì vào 2 con 7 này. Đó. Có ghi ở đây nhá. V báo gì đó? À 2 con 7 là 14. À, đừng có buồn. Thua đúng 1 điểm. Vậy là trong clip thi đấu giữa ống lá cao su và lá cao su Shopee của Văn Huỳnh thì mình đã thua rồi nhá bạn nhá. Trả kèo uy tín luôn. Đây là 2 triệu. Này. Các bạn. À là tiền. Đúng rồi. Cho xin lại 100 đi. 100 à? Ok. Để tối nay còn đưa Mon đi ăn băm ngô. Yes. Vậy là Văn Huỳnh có một cái lòng gọi là cao thượng. Đấy, cho đối thủ thua của mình 200.000. Khen hay cho thêm trong nữa. Và Văn Huỳnh lại còn đẹp trai nữa. Ồ, thì cho luôn. Cho thật đấy. Thật. Tắt clip đi, không đòi lại nhá. Không. Ok, và clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay cho xin một like giúp kênh mình đạt được 2 triệu 3 triệu sắt sớm nhất nhá. Ok, bye bye. Văn Huỳnh này đẹp trai, cho mình xin hết chỗ này luôn đi. Cho xin một tờ thôi.